Hi mọi người. Hello, bonjour. Sao hoạt đi khóc? Đi hào. Hôm nay mình làm một clip nhỏ vào buổi sáng cuối tuần. Là về một trong những cái thiết kế mới của BM mà một ít có những người bạn nào hoặc những người nào đã để ý cũng như biết đó là chìa khóa xe. BM từ năm 2015 trở đến nay đã thay đổi được 3 lần các loại chìa khóa xe khác nhau. Như chìa khóa xe Spark thì đã được chuyển qua các dòng chìa khóa hình chiếc lá, gọi là biểu tượng là chiếc lá, như cái chìa khóa xe của mình đây, đó, chiếc lá. Và những cái xe dòng M của mình sẽ có được 3 cái vạch như thế này, nó đại diện cho bản M Spark. Đó, đây là cái giống như là biểu tượng của BM mới, bây giờ là chuyển chìa khóa chung là mọi người sẽ được xài. Ngoài ra nó còn một cái loại chìa khóa mình có thể gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Đấy, đỉnh của đỉnh luôn, đó là chìa khóa được rất nhiều người review cũng như là được rất nhiều anh chị em là review, rồi cũng như là yêu thích về thời trang, về nét đẹp và rất công nghệ của nó. Đây là chìa khóa này. Mình đã mở chìa khóa lên, cái nút nguồn nằm ngay đây, ở chỗ phía vị trí này. Trong chìa khóa BM mới, chìa khóa này được tích hợp một cái khe cắm sạc nằm ngay vị trí này đây. Đó là cắm sạc vào USB. Và đối với một dòng xe của như là 730PR hay là 740PR sẽ được trang bị thêm cái nút đề bên ở kế bên cái nút nguồn này. Và thêm một cái bộ bấm lên bấm xuống ngay đây dùng để điều khiển xe, để khi để máy và cũng như là để đẩy chạy xe lên xuống là bằng cái vị trí trên màn hình này. Thì trong màn hình chúng ta sẽ có được rất nhiều tính năng. Lần cuối cùng là chúng ta sẽ biết được xe mở cửa sổ hay không mở cửa sổ, đèn có tắt hay không, thông tin xe, km đã đi, xăng còn bao nhiêu, setup thời gian, có thể mở quạt gió trong khoảng thời gian chúng ta ra ngoài xe, tắt máy. Và có thêm tính năng đề máy nữa, và ở phạm vi 3m, và có thể điều khiển xe lên xuống không cần tài xế trong xe ở phạm vi 3m. Đây là chiếc chìa thông minh này. Chìa này được thiết kế theo rất là thời trang, hai viền mạ chrome rất đẹp và có luôn cái nút mở khóa và khóa ở đây, nút kiểm kiếm xe mở cốp ở đây. Bên đây là hai phần bộ hệ thống, đây là cái cao su dùng để hạn chế cái việc mà làm trầy và tắt vân tay. Những người sở hữu series 5 trở lên sẽ được sở hữu chìa khóa này, các dòng sedan series 5, series 7. Đặc biệt là chúng ta có những nó chung quanh viền này, nó sẽ được mạ chrome và phủ đen bóng, cho nên vì lý do đó nên thành ra xe của BM bắt buộc mọi người phải có cái nên khi mua về nên dán keo trong cho vị trí viền đen bóng này và màn hình để tránh trầy. Còn những vị trí khác chúng ta có thể để hoặc là chúng ta dán keo lên để bảo vệ. Đây là ý kiến của mình. Và một cái tính năng đặc biệt nữa của chìa này mà nhiều khách hàng không biết, mặc dù đã xài nhiều năm, đó là sạc pin di động. Đối với một số dòng xe BM bây giờ nó được trang bị sạc pin di động theo xe nữa. Mình sẽ ví dụ xe mình là mình tự trang bị nha, chứ không có phải là được trang bị. Thì khi sạc pin di động thì chúng ta bỏ vào đây. Thì ngoài nó ra chúng ta còn một cái tính năng đặc biệt, đó là sạc pin di động theo xe. Cái sạc pin di động theo xe mình thì mình tự trang bị vào thôi, chứ không có phải là có sẵn. Nhưng một số dòng xe BM nó được trang bị có sẵn. Thì nó một phần là giúp sạc pin cho những cái điện thoại của mình, mà phần thứ hai là giúp sạc pin cho cái chìa khóa thông minh này. Ví dụ như mình bỏ vào đây, mọi người sẽ thấy rất là rõ. Thì chiếc xanh nó sẽ hiện ra, và trong chìa khóa của mình sẽ hiện ra biểu tượng sạc pin, và nó sẽ sạc cái pin xe mình đây. Khi lấy ra thì tích xanh sẽ mất đi. Đây là cái cách để nhận biết chìa khóa sạc pin trong xe. Và khi đối với dòng xe BM thì những sạc pin di động này một phần không những giúp cho mình sạc pin iPhone hay LG hay Samsung của mình, mà chúng ta còn có thể sạc pin cái chìa khóa thông minh nữa. Và khi mình bấm sạc ở đây thì trên cái communication của mình sẽ có hiện cái biểu tượng alarm ở khu vực này.
để khi mình biết rằng xe mình đã đang có bộ bộ phận đang sạc pin. Rồi chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Đã cảm ơn đã xem video này đến hết. Happy weekend.